Chào mừng các bạn tiếp tục quay trở lại channel của mình. Và hôm nay mình tiếp tục đến với series Om Nom in Level 4. Nào, và chúng ta cùng bắt đầu. Thì ngày hôm nay mình có một cái nhân vật mới, đó là Discord Om Nom, cùng với cả những cái ngôi sao trong này. Thì mình đã thay thế nó thành những cái kẹo cho giống game Cut Drop rồi. Các bạn có thể thấy rằng là nhìn nó có thêm chút mới mẻ. Và thật sự thì cũng đã rất lâu rồi mình mới quay trở lại để làm những video như thế này. Hy vọng rằng là sẽ được các bạn đón nhận. Dạo gần đây thì bên Network họ có yêu cầu mình cần phải quay cái video kèm theo cả voice để mà tránh cái việc trùng lặp nội dung trên kênh. Chính vì vậy là mình cũng đã sắp xếp thời gian để mà làm lại cái series voice của mình. Cái này khoảng nửa năm mình có dành thời gian ra để mà build rất là nhiều cái nhân vật game trong Level 4 này. Mình chế ra rất là nhiều những cái phiên bản mới. Chỉ có là mình chưa có thời gian để mà thực hiện quay lên cho các bạn xem thôi. Hy vọng rằng là mình sẽ có nhiều thời gian hơn để mà có thể thực hiện được cái dự định của mình. Rồi. Ở đây thì kể cả những cái con boss bình thường mình cũng đã thay nó thành kiểu giống như Om Nom rồi, kèm với cả một đoạn intro giới thiệu. Khá là đầu tư hơn những kênh khác rất là nhiều. Và cái Level 4 này thì có rất là nhiều những cái nội dung được đăng tải trên mạng xã hội. Thì theo mình thấy thì nó gần như là một cái nội dung giáp, người ta cứ quay và chơi lên thôi, không có cái gì quá là đặc sắc cả. Nội dung thì cứ lặp đi lặp lại. Trên cái channel của mình thì có kết hợp kèm với cả mình có làm animation, thì có một lượng fan nhất định với cái nội dung của mình. Dạo gần đây thì không biết là vì cái lý do gì, do YouTube họ thay đổi thuật toán hay là do khán giả của mình không có thích cái nội dung hình ảnh nữa, mình không còn đạt những cái lượt view nhiều như trước kia. Số lượng view chỉ giảm còn có một nửa thôi. Cũng có thời gian thì số lượng view nó tăng gấp 2 gấp 3 lần, nhưng mà giờ thì chỉ còn có tầm này thôi. Mình chỉ đang cố gắng để mà duy trì nó. Mình và trước đây thì mình cũng có lên ra những cái bản kế hoạch để làm ra nhiều cái animation mới kèm với cả những bản mod mới. Thế nhưng mà thực sự là thời gian có hạn, cho nên là mình không thể nào thực hiện được. Gần đây thì mình đã quay trở lại công ty rồi, cho nên là cũng không có nhiều thời gian như trước kia nữa. Số lượng video đăng tải cũng ít hơn. Giờ đây thì một tuần mình chỉ có thể đăng tải khoảng 1 đến 2 video. Tuy nhiên là mình sẽ cố gắng giảm 2 video. Bên Network thì nó kêu là chủ động nội dung. Chính vì vậy là mình cũng đã tém tém lại hơn rất là nhiều, không có spam nội dung giống như những cái channel khác. Và một cái điều đặc biệt, rất là đặc biệt đối với game Red Bull 4 này là có rất là nhiều cái channel họ spam nội dung. Thế nhưng mình chưa thấy cái channel nào của họ bị tắt kiếm tiền cả. Và thực sự là mình không hiểu vì lý do tại sao. Những cái nội dung không chất lượng thì cứ đăng tải hàng ngày.
Ok, và chúng ta đến với level 9. Cũng giống như trước đây, cái game level 4 này được mình chơi rất là nhiều lần rồi. Chính vì vậy thì mình cũng đã đạt đến cái trình độ khá là master game này, cho nên là không có cái gì quá là khó khăn để mình vượt qua được cả. Mọi thứ thì quá là dễ dàng, và tất cả mọi người thì cũng đều đang chờ đợi một phiên bản cập nhật mới của level 4. Nếu thực sự là không có phiên bản cập nhật nào thì chắc chắn trong này mình sẽ làm lại một cái nội dung một game tương tự như level 4 này. Mình đang cố gắng học để mà làm đến con game đầu tiên của mình. Nội dung kịch bản thì sẽ được mình mượn từ game level 4 này. Để mà làm được một con game 2D, tầm một con game 2D như thế này thì có vẻ như cũng không quá là khó khăn lắm. Sau một thời gian là mình có thể làm được. Cuối cùng mình bị rơi xuống vực rồi và chúng ta cùng làm lại. Và tất cả ở đây mình sẽ đợi cho con boss kia đi sang. Rồi đấy, các bạn cùng chờ đợi cho cái con boss này nó đi sang thì mình mới có thể đập bẹp nó được. Trước đây thì chính cái nội dung Om Nom với level 4 này nó đã cứu lại cái channel của mình cái việc bị mất đề xuất. Gần đây thì và tiếp tục cũng như là lại bị mất đề xuất lần nữa. Chỉ vì vậy chắc chắn là mình sẽ phải tăng cường là những video của Om Nom để cho level 4. Hy vọng rằng là sẽ được các bạn đón nhận nó. Cũng có một vài bạn fan comment trong những cái video của mình, đó là tại sao mà bạn cứ làm những cái video về Om Nom hoài vậy. Thì mình thấy rằng có một lượng khán giả cũng theo dõi cái nội dung của mình, thấy khá là thú vị, cho nên là mình quyết định làm những cái nội dung như vậy. Có vẻ như là bạn ấy chỉ có thích level 4 hero thôi. Tuy nhiên thì cũng có thời gian mình đăng tải level 4 hero không thấy có nhiều lượt tương tác lắm. Mình cũng thấy chán chán và không đăng tải nhiều nữa. Nào, chúng ta cùng leo lên xuống. Rồi, ôi, không ăn được cái ngôi sao kia. Thôi bỏ qua. Ăn lại chết tòi mất. Rồi, và giờ thì mình sẽ lăn viên đá sang. Nào, nào, nào. Rồi, chúng ta cùng đến phần chiến đấu bot. Không biết là có gì nhầm lẫn không, nhưng mà mình đang sử dụng là level 4 thì đang đập nhau với cả Mong Ước. Đâu, Om Nom thì đang chiến nhau với cả Mong Ước. Animation thì mình có thể làm thêm được nhiều thứ, chứ còn trong game này thì giới hạn được nhân vật thôi, và mình không thể nào triển thêm được biểu cảm hoặc là những hành động khác của con boss này được.
ok mà.